cho các bạn. Hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn là cách nạp tiền vào thẻ LivePay. Thì đầu tiên là chúng ta là đăng nhập vào điện thoại, đăng nhập vào Line. Chúng ta đăng nhập vào Line. Thì khi mà chúng ta đăng nhập vào Line thì là sẽ xuất hiện là cái ví ở bên góc dưới cùng bên tay phải này. Đấy, thì chúng ta dí vào, hiện tại đây tài khoản của mình đang là 0 đồng. Mình dí vào cái dấu cộng này. Sau khi dí vào dấu cộng rồi, chúng ta dí vào FamilyPoint. Chúng ta nhập tên. Tên thì có thể là nhập tên bất kỳ. Xong. Rồi chúng ta nhập số tiền cần nạp. Thì mình ở dưới là những cái số tiền lẻ, ở đây là những cái số tiền đã mặc định là chẵn rồi. Thì mình muốn là nạp một man. Rồi chúng ta dí vào OK. Nạp tiền. Đấy. Sau khi mình đã gửi thông tin thì là họ sẽ cho mình những cái số đăng ký, số đặt trước để mình nạp tiền vào. Thì đầu tiên là quay lại với cây, thì đầu tiên là chúng ta dí vào đây. Sau đấy thì chúng ta sẽ dí vào Daikin Shiharai. Daikin Shiharai đây các bạn. Chúng ta dí vào OK. Và chúng ta nhập số đăng ký. Enter the number. Số đăng ký là đây, số đăng ký gồm 246 số 451871. 451871. Rồi chúng ta dí vào OK. Rồi chúng ta nhập cái số đặt trước 246 là gồm 11 số. Số đặt trước là 0110. 0112. Sau đấy chúng ta dí vào OK. Chúng ta đợi trong giây lát. Chúng ta lại dí vào OK tiếp. Đấy, thì bây giờ là xác nhận là lại các ninh lại thông tin của tài khoản. Tên là Phong, nạp vào thẻ LivePay với mã thẻ đấy, và là gần một man trừ mất một yên. Và chúng ta dí vào OK. Sau là sẽ in cái giấy ra. Đây. Giấy tích kê đã được in. Chúng ta lấy cái giấy này đem ra ngoài bạn thu ngân. Sau đấy thì chúng ta sẽ nhận được cái giấy xác nhận thông tin là mình đã nạp tiền vào sau khi mình đã nộp tiền. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi.